Hello, nay mình chơi tám trò với game Mario Kart. Chỗ này vào cái thành phố này đi. Ok. Đây một chút này, khoảng một chút không gian đây này. Đẹp vô cùng, một đường. Con đường nở hoa anh đào này. Ôi giời ơi, nhà nghèo học dốt vẫn xếp cuối cùng, bây giờ lại vươn lên đầu rồi. Đấy, thanh niên này ăn cái gì mà ăn sáng, buổi sáng này ăn cái gì mà không nhanh như nhỉ, định vượt của mình. Sáng dậy cũng chưa ăn gì, đói mẹo bụng. Không có ăn mà cuối cùng mình vẫn chưa dẫn đầu này. Xem mấy ông kia đằng sau này. Ô là đằng sau mình có 2-3 người nữa này. Cái này kéo xuống là nó sẽ bay lên. Ôi à, Tưởng đi nhầm đường. Không phải. Mình bắt đầu vòng đua thứ hai của con đường nở hoa. Còn ông kia đâu rồi? Ui ôi, đằng sau đông lắm. Đằng sau đông lắm. Cái này có hai con đường, nó lại cõng mình sang bên này như này. Phía nhất không còn xa nữa đâu. Chúng ta vào trò My Talking Tom. Let's go. Đấy chính là cái bộ mặt của mèo Tom. Khi em chơi được tí mà đang quảng cáo ra mèo bị ốm. Không biết dùng cái gì bây giờ. Cái này. À đúng rồi đấy. Ủa chưa nóc cả cách này. Cách chưa nóc trong game à. Bây giờ mới biết. Đói rồi này. Con bé này thì màu cam. Đây, tự nhiên mình lỗi nè.
ta vào chơi ăn run cùng với nhau. Phải hàng. Chúng ta đi chơi game Happy Craft. Tên tên chúng ta sẽ chơi. Ô, vẫn gặp cái màn khó khăn này, không thể đỡ được. Mình để xem là cái màn này chơi kiểu gì đây. Ôi, đang đây một pha mướp đỡ và mình đạt một sao. Ok đấy. Chuyển lại sang Sonic Boom. Sức mạnh của nhân vật này khá là ổn đấy. Nhìn cái luồng năng lượng mà anh ta phát ra kìa, thật là đáng sợ. Vào đây mình nhấn đổi. Chúng ta sẽ chọn Shadow. Bên trong mình có một mấy nhân vật đây.
Chuyển sang Tom Run. Mà này mình mới đi ăn những cái còi đó. Holly, Holly. Không, không, không vào đây. Không xuống rồi. Ảo lỗi rồi, lỗi rồi. Thích đấy chăng? Cuối cùng thì cũng xuống. Chúng ta sang chờ Perfect Sileo. Yeah. Ôi trò này chơi dễ nè. Âm thanh bé này. À, cái này mục đích để làm cho cái nồi súp nó thơm ngon thôi mà. Ôi gãy cả dao. Ủa cắt vàng thì nấu vàng á. Bây giờ mình đi nấu nồi súp canh nấm. Lại phải trả tiếp này. Xong muốn cái súp canh nấm này.
Hey, chúng ta đi chơi game Tom Friend. Chơi đá bóng này. À đây là trang phục này. Oh.
Oh.